Truyền hình Việt Nam Phùng Hoa Thịnh Đốn, chương trình phỏng vấn và tìm hiểu xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi được gặp một người đến từ phương xa, xa rất xa, đến từ Âu Châu, thủ đô Paris. Thưa quý vị, một người mà trong thập niên vừa qua, ông đã viết rất đều đặn. Ông đã cho ra đời 10 tác phẩm của ông. Và hôm nay chúng tôi được gặp ông tại miền phía Tây Hoa Kỳ. Ông đến từ Paris để giới thiệu 2 tác phẩm mới nhất của ông. Tác phẩm mới 2013 đó là bản độc tấu cuối cùng ông vừa cho ra đời. Và nhân tiện ông cũng giới thiệu luôn tác phẩm cho ra năm ngoái 2012 đó là Nỗi buồn chưa dứt. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu xin rất là hân hạnh được tiếp truyền với là nhà văn Đinh Lâm Thành ngày hôm nay. Dạ, kính thưa anh Bùi Dương Liêm, kính thưa quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt Nam Phùng Hoa Thịnh Đốn, rất hân hạnh được anh cho phép tôi đi lên hôm nay để tâm tình với quý vị ở vùng này và cộng đồng như của trên cả thế giới, là bởi vì tôi biết là cái chương trình của anh nó phát cả thế giới và cả về tới Việt Nam luôn. Thì đây là một điều rất hân hạnh cho một người ở từ xa tới. Vâng. Xin nhà cảm kính thưa anh Đinh Lâm Thành, lý do nào anh không chọn nơi khác và lý do nào anh lại chọn thủ đô của Việt Nam là Little Sài Gòn ở miền Tây Nam Hoa Kỳ để cho anh giới thiệu những tác phẩm về văn học, đóng góp văn học của anh? Dạ thưa anh, cái điều thứ nhất là ở nước Mỹ này thì cái cộng đồng của chúng ta rất nhiều và họ tập trung vào những vài thành phố và trong đó là Little Sài Gòn là một cái nơi người Việt mình chúng ta nhiều nhất. Ở đó tôi tìm thấy những người bạn tù của mình nhiều nhất, bạn học của mình nhiều nhất. Tôi nhìn thấy có những người cùng một thời học ở dưới lớp cho tôi hướng dẫn cũng nhiều, rồi tất cả những người độc giả đọc sách cũng là người Mỹ, người Việt ở Mỹ. Thành cho đó đó là tôi cố gắng tôi qua đây để ra bản sách. Thì thật sự rất là ra đem chuông đi đánh xứ người thì liều lĩnh lắm anh. Ngay cả chính những người bên này đó họ cũng e ngại cái vấn đề ra mắt sách, huống gì là mình ở bên kia coi như là con bà Phước, đi qua đây mà ra mắt sách là một sự liều lĩnh. Nhưng mà tôi nghĩ không phải là liều lĩnh thưa anh, nó can đảm. Mà cái can đảm của tôi có lý là hình như trong cái buổi ra mắt sách ngày hôm qua chúng tôi dự tù một số người khoảng là chừng 100 người là đã thành công. Mà thật sự ra là trong hội trường tôi đã yêu cầu cái người sắp ghế cho tôi là sắp 120 ghế. Thì khi mà cái giờ đông nhất thì thật sự ra là không đủ chỗ ngồi và còn một số người đứng chung quanh hội trường và kê cả đứng ngoài nữa. Và thứ hai nữa thì trong cái các cái phần ăn nhẹ chúng tôi cũng đặt 140 cái phần ăn nhẹ thì không còn, và nước chúng tôi cũng dự trù cho 140 người thì cuối cùng lại thiếu. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng là tất cả mọi người họ đã dành cái tình thương cho Đinh Lâm Thành, mà họ dành cho cái tình thương của Đinh Lâm Thành đó cho Thành á, trong đó có những người đồng môn của Võ Tấn nữ trung học là đóng vai chánh, có những anh học, những anh chị học với Thành ở tại Nha Trang đóng vai chánh, sau đó rồi những văn nghệ sĩ, các nhà truyền thông truyền hình, các báo chí và tất cả các bàn tù, rồi bàn văn thơ. Thì ngày hôm qua đến quá đông, bởi vì có nhiều người họ phải đi show nhiều chỗ đó anh. Tôi gọi đi show không biết có đúng không. Tất nhiên là họ đi chỗ này xong họ phải đi chỗ khác, họ đi chỗ kia nữa. Thì thật sự đó có nhiều người họ chỉ để chào tôi 5-10 phút, bắt tay một cái thì họ bảo rằng xin lỗi họ phải đi tới chỗ khác nữa. Thì cái điều đó mặc dù đó họ phí di chuyển
Nhưng mà họ đến với chúng tôi 1 phút, 5 phút, 3 phút, 10 phút. Cùng cái đó là cùng một cái sự an ủi đến lâm thanh vô cùng. Thành do đó ngày hôm qua trong hội trường tôi cảm ơn tất cả các quý vị đã đến đây mà chúng tôi không ngờ được. Bởi vì tôi ngồi ở nhìn xuống giữa hội trường, tôi thấy rằng là VIP gần hết cả hội trường. Tôi cũng nghĩ rằng là mình cũng được tất cả các đàn anh của mình, các bậc trưởng thượng của mình cùng đến đây, chứ không phải chỉ những học trò không mà thôi. Dạ vâng. Bên cạnh cái vấn đề những đồng môn đến ngày hôm qua, chúng tôi thấy những anh đây mình thấy và cũng may mắn là nhân dịp này lại chúng tôi có một cái cơ duyên lại có mặt ở miền Tây Nam Hoa Kỳ, California, và cũng là một cái sự ngạc nhiên là chúng tôi được gặp nhau. Và thưa anh Đinh Lập Thành, cái giây phút mà chúng tôi cảm thấy anh có một cái cảm xúc rất là mạnh, đó là cái giây phút bên cạnh anh, xung quanh anh, như người anh vừa nói, đó là giây phút anh cắt bánh sinh nhật và anh tổ chức năm sinh nhật năm thứ 75 của anh tại Tây Nam Hoa Kỳ. Xin anh kể lại thế nào? Dạ, thưa anh, không phải tôi tổ chức cái vụ sinh nhật, mà tôi có nói với một số anh em là năm này là 75 tuổi. Thì thôi, không biết là tôi có còn cơ hội nào để đi qua Mỹ nữa hay không, bởi vì tôi đã lớn, sức khỏe cũng yếu. Nên chi nếu mà được thì sẽ vui cái năm này. Mình nói tới ngày hôm nay thôi, chứ không thể nói tới ngày mai được. Thì các anh các chị bảo là như vậy, chúng tôi sẽ tổ chức cái buổi lễ sinh nhật cho anh. Thì thú thật rằng là cái buổi lễ sinh nhật mà gia đình tôi không có, chỉ có một cô em ở tại đó thôi và một cái người cháu, còn tất cả đều ở xa cả. Thì cái đó là một cái điều rất cảm động anh. Cảm động là những người người ta đã nghĩ tới mình quá nhiều và người ta thương mình quá nhiều. Thì nhân tiện đây tôi xin mượn cái chương trình của anh để một lần nữa cảm ơn tất cả những người mà đã thương Đinh Lâm Thanh, đã đến với Đinh Lâm Thanh. Trong đó không phải chỉ là những người học với Thanh, những người bạn, mà có rất nhiều độc giả. Tới phút chót, họ cho biết rằng là tôi là độc giả của anh, ái mộ anh để đến đây. Và có một cái điều rất cảm động là sau khi tôi về nhà xong rồi tôi lấy ở trong túi ra, có một cái mảnh giấy. Tôi giấu tên của người này, chỉ có viết cho tôi có 5 chữ thế này: tôi mong rằng anh chống cầm triệt để và chống luôn của những thằng bán nước ở bên này. Cảm ơn anh. Thì tôi nghĩ đó là một người cùng một chuyến tuyến, cùng một chiến hữu. Tôi xin cảm ơn anh đã ủng hộ cái tinh thần của chúng tôi. Thì chúng tôi xin giữ cái lời hứa là chúng tôi sẽ chống cầm tới cuối cùng. Và đối với những người mà theo cộng sản thì lẽ dĩ nhiên mình cũng không thể gì mà có thể ủng hộ họ được. Anh công nhận điều đó không? Bởi vì bây giờ là đến cái giai đoạn cuối cùng rồi, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực để mà giành lại cái đất nước của chúng ta đang rơi vào tay của một cái tập đoàn cộng sản. Thông điệp của anh qua tác phẩm hiện nay trước mặt của chúng tôi, tác phẩm Bản Độc Tấu Cuối Cùng, thông điệp của anh muốn nói gì? Dạ thưa anh, trong cái bản độc tấu cuối cùng là đây là tựa đề của một cái câu chuyện, của một cái tình người, cũng có một cái người cha, một người chồng mà vì một cái phút ghen tương nào đó đã giết vợ mình. Sau đó rồi ông hận gần 30 năm. Sau khi được ra tù rồi, được ân xá ra tù vì hành kiểm tốt, ông mới đi kiếm vợ kiếm con. Nhưng mà khi kiếm ra rồi thì mới cảm thấy rằng là mình không xứng đáng với những người con vợ của mình, nên chỉ được ẩn mặt và theo con và theo cháu cho đến cái ngày mà ông ấy nhắm mắt lìa đời. Thì cái độc tấu cuối cùng, cái thông điệp của chúng tôi là cái tình của một người cha vô cùng, là tôi muốn nói tới tình của một người đàn ông Việt Nam, một cái người có tình với gia đình, có tình với cha mẹ, có tình với vợ con,
hơn của những người ở châu Âu này là chúng tôi muốn ca tụng cái tình của người cha, của người chồng, của trong một gia đình. Đó là một người đàn ông Việt Nam. Thưa anh, có thể nói một điều thế này. Mình rất hân hạnh, mình đã tạo được một cái nền văn học hải ngoại sau năm 77. Cái đó là một hãnh diện vô cùng. Mà mình dám nói lên một cái chữ là nên. Đó, thì thưa anh, trong đó chúng tôi có thể tự hào, có thể nói được, và trong đó có sự đóng góp của Đinh Lâm Thành. Xin anh cho biết cái nhận định tổng quát của anh về vấn đề hiện nay cái sinh hoạt văn học của người Việt Nam tại. Dạ thưa anh, xin cảm ơn anh. Thanh Trì là một cái hạt cát ở trong văn chương hải ngoại này mà thôi, chưa xứng đáng được như anh khen thưởng. Nhưng mà trả lời câu hỏi của anh thì cái nền văn học của Việt Nam ở tại Việt Nam sau khi Cộng sản đã vào, mình có thể nói chung gọi là văn hóa về nhân bản đã bị thui chột rồi. Và cái nền văn hóa của chúng ta đi ra ngoài này cũng đang từ từ nó đổi chiều, bởi vì lớp trẻ của sau này đó chịu cái ảnh hưởng của Âu Mỹ thì lẽ dĩ nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng tới cái văn hóa cổ truyền của châu Âu chúng ta. Nhưng mà rất may mắn tại hải ngoại này đa số những nhà văn, nhà thơ, nhà viết nhạc, nhà làm truyền thông, nghĩa là những người làm văn hóa, đã xây dựng lại một cái nền văn hóa Việt Nam hải ngoại rất vững mạnh. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng hàng trăm ngàn cái cuốn sách đã được in ra bằng tiếng Việt ở tại hải ngoại, và những cái số sách đó có số cũng đã về tới Việt Nam và đã được người Việt Nam đọc. Và cái điều quan trọng hơn nữa là người Việt của chúng ta ngoài này bao giờ cũng khuyến khích và lo lắng cho con em của chúng ta học tiếng Việt, để đọc tiếng Việt và để giữ gìn cái tiếng Việt của chúng ta. Thành thử là có một cái nền văn học hải ngoại này đã được hàng ngàn, hàng vạn người đóng góp ở bên trong. Thưa anh, Thanh Trì cũng là một cái hạt cát nhỏ trong những vì gọi là đàn anh của Đinh Lâm Thành mà thôi. Bởi vì Thanh thì mới xuất hiện ở đây, nhưng mà cũng xin đóng góp một cái phần nhỏ ở trong đó. Và rất hân hạnh là mình được đứng ở trong cái hàng ngũ đó để làm một cái gì cho tương lai, cho nền văn học của Việt Nam sau khi thời mà Cộng sản nó xuống. Để thưa anh, nhà cửa mà nó có sập đi, mình có thể xây lại trong một vài năm. Đường xá có hư, mình xây lại trong 5-10 năm. Thì những cái đó chỉ những cái nghĩa là văn minh, mình gọi là bên ngoài, hay là có thể mình mượn chữ của thằng Cộng sản mà đó nó giả thảo. Nhưng mà nền văn hóa về văn học đó mà nó thu chuột rồi đó, dạ thưa anh, chưa chắc với cả thế hệ sau 100 năm sau mình mới lấy lại được. Nhưng mà may mắn, rất may mắn, cái cộng đồng hải ngoại của chúng ta ngoài này, tất cả mọi người, trong đó có cả anh và có cả chị, là những người mà đã góp công vào trong này để bảo tồn và xây dựng lại cái nền văn hóa, để bảo vệ cái nền văn hóa nhân bản của chúng ta. Cái đó là một cái điều rất gọi là rất đáng kính phục của những người này. Dạ vâng. Chúng tôi cũng rất là quý mến và trân trọng khi cầm cũng như khi nhìn thấy những tác phẩm của anh Đinh Lâm Thành đã chuyển từ Paris qua bên Mỹ Châu, California, vân vân. Xin anh nói thêm về thông điệp cuốn sách thứ hai mà chúng tôi hiện nay đang có trên bàn, là thông điệp của tác phẩm Nỗi Buồn Chưa Dứt. Dạ, thưa anh, có người, nhiều người hỏi lắm anh,
Hỏi tại sao tôi in ra ba cuốn chính trị? Cuốn thứ nhất á, là Một đời xót xa. Cuốn thứ hai đó là Niềm đau còn đó. Tới cuốn thứ ba cũng là Buồn lửa là nỗi buồn chưa dứt. Dạ thưa anh, đến năm Thanh không có gì buồn hết, mà Thanh buồn cho dân tộc. Trong này không phải viết về đến năm Thanh, bởi vì đây không phải là hồi ký, không phải là tường thuật, mà những cái bài tham luận Thanh viết thay cho những người thấp cổ bé miệng ở trong nước. Thanh viết thay cho những người của chế độ cũ đã bị vùi dập do cái chế độ mới sau này. Thanh viết cho những người mà không có phương tiện để đi ra nước ngoài, bây giờ phải sống ở trong cuộc chế độ cộng sản. Thanh viết thay cho những người đi ngoài này đi làng lầm đường lạc lối. Thanh viết thay cho những người ở ngoài này có tấm lòng nhưng mà vẫn ở trong bóng tối, là bởi vì họ không muốn ra mặt. Thành thử là cái lời nói của mình, cái nỗi buồn của mình có thể gọi chung là nỗi buồn của dân tộc này, chứ không phải là nỗi buồn của dân tộc này. Trong tất cả những cái cuốn sách mà Thanh viết về chính trị là Thanh muốn, thứ nhất, vực dậy tất cả những cái oai hùng của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, từ quân nhân cán chính, vực dậy tất cả những cái tình người của người miền Nam dưới cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Người ta có cái tình người, người ta có cái đạo hóa, đạo lý, người ta có một cái văn hóa tốt, người ta có một cái tập tục tốt, chứ không phải như bây giờ mà ở bên Việt Nam bạo lực, tội lỗi và đồng tiền đều lên ngôi. Mà trong khi đó đó, văn hóa, đạo đức nó cuốn gói nó ra đi cả. Anh thấy đọc báo ngày nào anh cũng thấy có thấy buồn không? Chỉ có một đồng bạc, vài đồng bạc mà cha chỉ con vừa giết chồng, chỉ có một vài đồng bạc mà có thể một trẻ em 12 tuổi cầm dao đâm một cái cô bạn gái nhỏ. Vừa tôi vừa đọc báo, có một em 12 tuổi dẫn có một em bạn gái ở một cái cầu con trai kia đi hát ban đêm tập hát, đi về chỉ có một cái dây chuyền bằng bạc nhỏ nhưng mà dám giết cái hồi đó dấp ở dưới chỗ sông, dưới cái bờ hồ, chỉ vì một cái sợi dây chuyền đem bán có 1.200 đồng hay là 12.000 gì đó, xin lỗi không là tôi không nhớ rõ. Thì anh thấy rằng là cái văn hóa nó nằm đâu, cái đạo đức nó nằm đâu, cái tình người nó nằm đâu, và nhất là cái giáo dục của gia đình nó nằm đâu. Thành đó cái bộ phận của những người cầm viết ở lại ngoài đây, chúng ta nên trở thành những cái hạt cát nhỏ hữu ích, nên trở thành những cái viên sỏi hữu ích, và những bậc trưởng thượng, những đàn anh của tôi xin trở thành những viên đá hữu ích để chúng ta có thể làm một cái gì cho đất nước, cho dân tộc và cho những cái người đang còn thấp cổ bé miệng ở tại Việt Nam. Anh tới miền Nam lúc nào đó trong buổi nói chuyện hôm nay, anh nói lên cái đẹp, cái hùng mạnh, cái gọi là phát triển tốt đẹp của người Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhất là cái vùng Liên Minh Sài Gòn. Giới trẻ đã trở thành những người đi vào dòng chính của các lĩnh vực chính trị của những quốc gia họ đang ở, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Và sự thành công của giới trẻ Việt Nam, sự phát triển kinh tế hữu hiệu, có khi nào ngòi bút của Đinh Lâm Thanh bắt đầu viết xuống và nhặt những cái đó, thay vì nỗi buồn chưa dứt, anh có thể viết một cái tác phẩm mới mà nó đi ngược lại cái chủ đề vừa rồi nói không? Dạ thưa anh, dạ trong ba cuốn chúng tôi có nhiều chương, trong ba cuốn Một đời xót xa, Niềm đau còn đó và Nỗi buồn chưa dứt, thì cuốn nào cũng có một cái chương nói về cái cộng đồng của mình. Mà trong đó là tôi đưa cái vai trò của thế hệ trẻ lên rất cao. Cái trách nhiệm và cái bổn phận của thế hệ nối tiếp. Và những cái bài đó thì tôi còn đã đọc trên Pathos, và tôi cũng đã trình bày rất nhiều ở các cộng đồng trên thế giới này. Là chứ không phải tôi không quên vấn đề đó anh, không phải là tôi quên vấn đề đó, mà thưa anh, đó là một cái ưu tư của một cái người cầm viết, không phải chỉ cần nhắm và đánh cộng sản không mà thôi. Không, mình vừa đánh và mình vừa lo cho mình. Mình đánh là để, bởi vì cái đảng cộng sản không xứng đáng để cai trị dân tộc Việt Nam. Và mình lo cho mình là mình lo cho cái hiện tại của mình, là cái chỗ đứng của người mình trước quốc tế,
lo cái hiện tại của cái cầm của đồng của mình để làm sao cho nó mạnh, và nhất là để lo cho cái thế hệ trẻ họ phải biết thế nào là cái trách nhiệm của mình để nối tiếp cha ông, để ngày sau nó còn đi theo con đường của mình để phục vụ đất nước. Bởi vì thưa anh, đây chỉ là đất tạm bợ đối với thân mà thôi, mình không thể trở về Việt Nam được, nhưng mà bởi vì đã còn cộng sản ở đó, và tôi tin rằng trong tương lai một số anh em trẻ cũng sẽ trở về Việt Nam là những người có cái tâm huyết để mà xây dựng Việt Nam, thì những người đó bây giờ nên đi theo con đường của chúng ta, tức là nối tiếp con đường tranh đấu của cha ông để có thể mai kia trở về lại phục vụ đất nước. Đó là cái nguyện vọng của anh. À, thưa anh Đinh Lâm Thanh, sau năm 75 mình mới thấy rằng dù 38 năm trôi qua, cái biểu tượng hiện nay nói lên cái tinh thần yêu mến tự do, chúng tôi muốn nói đến biểu tượng lá cờ vàng ba sao đỏ, sau 38 năm vẫn hùng dũng và rất là mạnh trên khắp thế giới. Có thể đây là một cái biểu tượng cực đặc biệt nhất mà người Việt Nam đã nói lên cho toàn thế giới biết, và chưa có cái dân tộc nào đã làm cái chuyện đó sau gần 40 năm. Thì thưa anh, trong cái niềm vui đó, trong một cái hãnh diện đó đó, anh nghĩ rằng và anh có thể nhận định như thế nào? Dạ thưa anh, khi bước chân ra đi thì chúng ta mất tất cả, nhưng mà chúng ta còn lại cái lý tưởng, và cái lá cờ là biểu hiệu của lý tưởng của người Việt của chúng ta. Cái lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn sống mãi của trong lòng người Việt Nam Cộng Hòa, hay là mình nói chung là người Việt. Dạ thưa anh, cách đây 8 năm, 9 năm khi tôi còn cộng tác với cái trang web Việt Nô ở trên Na Uy, thì thưa anh, tôi là cái người đầu tiên phát động cái phong trào lấy lại cái cờ vàng, vinh danh lại cái cờ vàng. Chúng tôi đã làm trước đây đã 8 năm. Thì như vậy, ngày hôm nay cờ vàng có mặt khắp ở trên cả thế giới. Và anh coi ví dụ như ở tại Paris, người ta không thấy cái cờ đỏ sao vàng ở đâu hết, nhưng mà ta chỉ thấy cái cờ vàng. Cái cờ đỏ chỉ có giỏi lắm là nó nằm ở trong cái ổ bán visa của nó thôi. Tôi không gọi là tòa đại sứ, mà tôi gọi là ổ buôn bán visa. Chứ còn ngoài ra không còn cái chỗ nào. Thì như vậy là chúng ta đã thành công rất lớn. Chúng ta vẫn duy trì được cái màu cờ của chúng ta. Mà thưa anh, tôi có một cái bài mà chắc không biết anh đã có nghe không, là cái bài kêu gọi chào cờ được tất cả các hệ thống ở đây họ truyền hình. Và ngày hôm qua trong buổi chào cờ, trước cái bài chào cờ đó đó, thì cô MC Vũ Minh Phương đã đọc cái bài ý nghĩa của chào cờ, chắc anh cũng đã nghe. Thì chúng tôi kêu gọi với tất cả mọi người hãy đến dưới màu cờ, thì chúng ta sẽ có tạo được một sức mạnh. Đến dưới màu cờ để chúng ta nhìn thấy nhau, cái tâm tình của nhau, để chúng ta nhìn thấy cùng chung một dòng máu, cùng chung một màu cờ. Thành tựu thì lá cờ rất quan trọng. Bởi vì tôi nghĩ rằng vài năm nữa thôi, cái bàn cờ thế giới nó sẽ thay đổi. Khi mà người Mỹ họ đã đạt được một mức nào đó, thì họ sẽ sẵn sàng giúp chúng ta, giúp chúng tôi nhận cho chúng tôi không chịu nô lệ Mỹ. Không thôi, không phải là mình chúng tôi là cứ cầu Mỹ, nhưng mà người Mỹ họ có phương tiện, họ đủ khả năng, họ giúp cho chúng ta xây dựng lại đất nước trong tương lai. Mình cảm ơn người Mỹ, nhưng mà chúng tôi xin các anh giúp chúng tôi, nhưng mà các anh đứng ngoài, các anh đừng có nhảy xộn cái đầu chúng tôi, giống như trong thời của cụ Diệm và của Tổng thống Nguyễn Văn Hiểu. Thì tôi nghĩ rằng Mỹ nó đang đánh một cái lá bài với Trung Cộng, không biết là tối nay hay là ngày mai nó sẽ chịu bí nhau. Anh có công nhận lúc trước đây, Nga, Liên Xô, mình gọi là Liên Xô, gọi chung của Việt Cộng đây, Liên Xô với các nước ở Đông Âu bên này đó, anh thấy tự nhiên cái là nó đổi từ đỏ ra trắng, từ đỏ ra từ từ thế này. Và một cái điều quan trọng hơn nữa, anh có thấy bức tường Berlin không?
nó sập mà chính Tổng thống Mỹ không biết. Tôi tin là cái điều đó. Và Tổng thống Pháp cũng biết, là bởi vì chính sau đó có những cái bài viết là chính những quốc tế bài viết, chỉ có ông Tổng thống, hai cái người của bên Đông Âu, Đông Đức và Tây Đức chấp nhận với nhau ngay đêm đó đã phá cái bức tường của Berlin. Thì đối với cộng sản bây giờ đó, anh nào cũng có sẵn cái vali vàng về vali rồi, nó chuẩn bị một chân trên chân dưới rồi, thì tôi mong rằng ở Việt Nam hất cản nó đi, chúng tôi sẽ ủng hộ Việt Nam rất nhiều. Và chắc chắn là trong một vài năm nữa thôi, tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ về tại đường Nguyễn Huệ, tôi ngồi tôi uống một ly cà phê ở tại đường Nguyễn Huệ. Cái đó là cái mong ước cuối đời của tôi. Nếu có dịp anh tâm sự với người trong nước về những cái sinh hoạt văn học ở hải ngoại, xin mời anh. Và cái văn học của hải ngoại, chúng tôi đi ra đây, chúng tôi vẫn tiếp tục viết. Những bậc đàn anh của tôi, đàn thầy của tôi bây giờ vẫn còn viết. Và tất cả cái thế hệ trẻ của bây giờ họ cũng viết. Ví dụ như là nhà văn Tô Ngữ Thu Dung là một người học trò của tôi, ngày hôm qua vừa giới thiệu sách tôi. Thì tất cả cả ba thế hệ ngoài này đang còn xây dựng một cái nền văn học ở Việt Nam. Thì quý vị ở Việt Nam xin an tâm, cái nền văn hóa nhân bản vẫn còn. Chúng tôi vẫn còn duy trì cái nền văn hóa nhân bản của cha ông của chúng ta để lại. Cái nền văn hóa cổ truyền của cha ông của chúng ta để lại không mất đâu đó quý vị. Một mai kia chế độ cộng sản đã rớt rồi thì chúng ta sẽ trở về lại với cái nền văn hóa thân thương, nền văn hóa nhân bản, nền nhân hóa của tình người của chúng ta. Chứ chúng ta chưa mất đâu. Vì chúng tôi, những người ở hải ngoại này sẽ cố gắng xây dựng một cái nền văn hóa vững chắc để một mai kia chúng tôi xin trả lại cho đất nước Việt Nam. Trong lĩnh vực mà những văn học nhân bản, anh Đinh Lâm Thanh vừa nói, xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp và đã tiếp tay liên tục trong 38 năm qua trong dòng văn học hải ngoại. Quý vị đã khai phá, quý vị đã xây dựng và đóng góp trong văn học, trong tinh thần văn học nhân bản đó. Trong đó, chúng tôi cũng phải nói là xin cảm ơn nhà văn Đinh Lâm Thanh. Và sau đây chúng tôi xin phần kết luận của buổi nói chuyện hôm nay. Xin mời nhà văn Đinh Lâm Thanh. Dạ, thưa anh và thưa quý vị khán thính giả của đài truyền hình Vùng Hoa Thị Đồ, đây là một cái vinh dự cho tôi được lên tâm sự. Tôi không chuẩn bị một cái gì cả để trả lời cuộc phỏng vấn hôm nay, do đó cái lời nói của tôi đôi khi lục ca lục cục, xin quý vị tha thứ. Nhưng mà đó là cái tấm lòng của tôi. Tôi nghĩ cái gì trong đầu, tôi nghĩ cái gì trong tim thì tôi xin gửi đến quý vị. Và nếu có gì làm phật lòng thì xin quý vị vui lòng lượng thử cho. Chúng tôi truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thị Đồ, chương trình phỏng vấn Mật Tiên Miểu, xin được cảm ơn tác giả Đinh Lâm Thanh. Và chúng tôi xin được đón nhận, trân trọng được đón nhận tác phẩm mới nhất của nhà văn, bản độc tấu cuối cùng, cho giới thiệu tác phẩm này tại miền Tây Nam của California. Và chúng tôi xin kính chúc tác giả nhiều sức khỏe, an bình, và trở lại Paris vẫn tiếp tục đóng góp vào bút của mình trong dòng văn học của hải ngoại. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Đinh Lâm Thanh. Dạ, xin cảm ơn anh Bùi Dương Liêm và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của đài của truyền hình Vùng Hoa Thị Đồ. Dạ, xin chào. Chương trình phỏng vấn Mật Tiên Miểu xin kính chào quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.